cây này là nó bị gãy nặng nề do cầm thủ giận vợ đập nha anh em. Anh em cũng biết cái lực đập thì tan nát như hình mọi người ha, bể khoen đề ba, tét dài luôn, gãy rồi tét dài tới đây luôn, tét luôn cả ống trên này, ống lắp luôn. Cho nên là để tháp lại cây này thì mình chấp nhận là tháp trong tháp ngoài cho nó siêu cứng mọi người ha. Tức là mình sẽ sử dụng một cái đoạn carbon mình lòn vào phía trong để nối đối đầu, xong rồi mình sử dụng tiếp một cái đoạn carbon mỏng mình chùm qua khúc nối luôn, nhằm đảm bảo là cái khúc này nó sẽ chịu lực tốt. Thì test lại rồi mọi người, bây giờ mình cầm mình uống cây cần thì là không có bị cong nứt gì ở đây, cong đều cây cần mọi người ha. Nói chung là vừa tại ảnh cũng khách quen dễ thương của mình cho nên là vừa thay khoen vừa tháp chi tiết vậy luôn, mình lấy cà phê có 100 thôi mọi người, nhưng mà thợ làm cũng có tâm anh em ha. Ban đầu mình tính là gắn vậy thôi, là tháp trong tháp ngoài rồi lên gắn khoen thôi, nhưng mà nhìn lại thấy cái đoạn này nó đơn điệu quá, nó thẳng ra là nhìn nó không đẹp, cho nên là thôi quấn chỉ đi hoa văn rồi là trang trí cho ảnh luôn, quấn hẳn hoa văn cần dựng xịn sò lên cho ảnh luôn mọi người. Đó, đảm bảo là siêu cứng, có thẩm mỹ luôn, không có lo bị gãy trở lại chỗ cũ mọi người ha. Tại vì cái khúc này anh em nó chịu lực lớn lắm, đây là cái khúc tigo mà, khúc tigo nối giữa ngọn với gốc mà, chịu lực cực lớn luôn. Cái này mà nếu mà chúng ta chỉ tháp đối đầu á thì trong trường hợp cái phôi nó nguyên vẹn thì còn ok, trường hợp này là phôi nó đã bị tét dài luôn, nó gãy ngay đây nè, nó còn tét dài cả ống luôn, cho nên là nếu mà chỉ nối đối đầu thì nó sẽ không chịu lực nổi đâu mọi người ha. Đó, phải chấp nhận nó gọi là hơi thô một chút, nhưng mà mình cố gắng mình xử lý cho nó thiệt là khéo để cho nó nhìn nó vẫn đẹp. À, cái chính vẫn phải là chắc chắn mọi người ha. Ban đầu là anh tính bỏ luôn rồi, nhưng mà cần kỷ niệm của anh á, nhiều khi giận quá mất khôn mọi người. Lần sau anh em mà có giận vợ cứ lựa bịch cám hay gì chúng ta đập nha, đừng đập cần nha, đập cần xong kiếm chỗ sửa mệt lắm. Cũng hên là mình sửa mấy cái này, những cái khó này mình sửa ok. À, rồi ok nữa ha, cứu được em đó là cũng mừng.